chiến hàng anh nói chú làm sao? Bữa giáo kịp thôi. Cái chuyện uy tín làm ăn của cái xã đoàn của mình không có phải mà chuyện mình nói chơi như vậy không được là không được. Mặt mũi anh sao chú? Coi làm chú mấy chú làm sao coi cho được cho anh nghe không? Chứ vậy là anh không có thích rồi đó. Còn không là anh giao cho ông ba gà lo hết à. Không okay. Ba gà nên chỉ vậy đi được đó, đừng có được. Ba gà. Cái vấn đề mà giới tính của chú của anh á, chú không có nên bàn tới. Biết yeah. Rồi nhưng mà anh làm lớn anh phải ba gà. Anh thì có ba gà. Thì nói chung mấy cái thằng ba gà